Mấy nhân viên từ chối để sao Nam ôm eo. Đỗ Thị Hà bị nhận xét quá chảnh, Chibu lại được khen. Phản ứng của mỹ nhân Việt khi các sao Nam ôm eo khi cùng xuất hiện tại sự kiện khiến công chúng không khỏi chú ý. Trong đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được cho là gắt nhất, thậm chí còn bị nhận xét là quá chảnh. Thực tế cho thấy, đã từng có rất nhiều mỹ nhân rơi vào khoảnh khắc khó xử khi bị đồng nghiệp Nam ôm eo. Tuy nhiên, không ai giống ai, mỗi sao nữ lại có một cách phản ứng khác nhau. Nếu như có người được khen là lịch thiệp, tránh làm đồng nghiệp muối mặt, thì cũng có người cư xử cực kỳ phũ, khiến đối phương bị sượng. Trường hợp đầu tiên đáng kể là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cụ thể, vào sáng ngày 21 tháng 2, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nàng hậu này sánh đôi cùng một đồng nghiệp nam tham dự sự kiện. Đáng nói, ngay sau khi vị đồng nghiệp này vòng tay qua để khoác eo, Đỗ Thị Hà đã lập tức từ chối phủ phàng. Chưa kể, nàng hậu còn biểu hiện thái độ không thích rõ ràng, khiến đối phương vô cùng sượng sùng, chỉ biết cười trừ. Ngay lập tức, màn ứng xử này của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bị đem ra bàn tán. Nhiều người cho rằng, nếu không thích đối phương khoác eo, Đỗ Thị Hà có thể góp ý nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận bênh vực cho rằng, Đỗ Thị Hà giữ hình ảnh như vậy là đúng. Riêng về phía nàng hậu, cô nàng cũng nêu rõ quan điểm rõ ràng. Hà rất sẵn sàng chụp ảnh cùng mọi người, nhưng Hà là một cô gái nên rất ngại khi người lạ ôm eo chụp ảnh. Còn với những người thân thiết thì điều đó là vô tư. Trước đó, trong một sự kiện khác, Đỗ Thị Hà cũng đã từng có phản ứng từ chối khi được nam diễn viên Hứa Vĩ Văn ôm eo chụp ảnh. Tuy nhiên, ứng xử khi ấy của nàng hậu được cho là nhẹ nhàng, khéo léo hơn. Cụ thể, khi Hứa Vĩ Văn chuẩn bị khoác eo, Đỗ Thị Hà đã chủ động bước lùi nhẹ ra một bước và đưa tay mời đàn anh nhìn thẳng vào ống kính. Nói đến những màn từ chối khi bị đồng nghiệp nam ôm eo, chắc hẳn không thể thiếu Chibu. Theo đó, trong một sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 1, khi Chibu và bạn diễn Lãnh Thanh được yêu cầu chụp ảnh chung, nữ ca sĩ cũng đã có phản ứng tương tự Đỗ Thị Hà, đó là dùng tay đẩy đối phương ra. Tuy nhiên, thay vì phản ứng không thích ra mặt, Chibu đã khéo léo chữa ngượng cho Lãnh Thanh bằng cách chủ động khoát tay và cười đùa thân thiết. Hành động này của nữ ca sĩ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Người hâm mộ cho rằng, cụ hot girl Hà Thành ứng xử tinh tế và khéo léo, từ chối việc được Lãnh Thanh ôm eo để tránh tạo scandal. Hơn nữa, nam diễn viên cũng vừa công khai mối quan hệ với nam em. Việc từ chối hành động ôm eo của nữ ca sĩ cho thấy cô không muốn vướng vào những lùm xùm hay bị nhắc tên trong mối quan hệ giữa Lãnh Thanh và nam em. Trước Đỗ Thị Hà và Chibu, nữ ca sĩ Mỹ Tâm mới đích thị là bậc thầy khéo léo khi gặp phải tình huống bị ôm eo khó xử. Cụ thể, cách đây không lâu, cư dân mạng đã đào mộ lại một đoạn clip có cảnh Đàm Vĩnh Hưng đặt tay vào gần vòng ba của Mỹ Tâm trong lúc đang song ca. Thế nhưng, thay vì phản ứng phủ phàng, Mỹ Tâm đã khéo léo né tránh động tác thân mật bằng cách nắm lấy tay của Đàm Vĩnh Hưng đặt lên vòng eo của mình. Nhiều người cho rằng hành động tinh tế và lịch thiệp này của Mỹ Tâm rất đáng được học hỏi. Có thể thấy, đứng trước những tình huống đụng chạm dễ gây hiểu lầm, cách ứng xử của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm và những gương mặt trẻ có đôi phần khác biệt. Còn bạn thấy sao về màn phản ứng của các mỹ nhân trên?